sang nhà mới rộng rãi hơn nhé. Giờ mình sẽ thả isopod vào luôn. Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thay nhà mới cho bé Emperor Scorpion nhé. Mình đã từng quay em nó ở một cái shot trước đây, khi mà em nó mới lên 5i và hiện tại thì đã là size 6i. Cái tranh này khá là chật so với em nó rồi. Hôm nay sẽ có nhà mới cho bé nào. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một cái tranh chuyên dụng. Hôm trước thì mình đã đổ một ít đất vào đây rồi. Đầu tiên thứ chúng ta cần sẽ là nhiều đất hơn nữa. Mình sẽ đổ thêm đất vào đây nha. Đất nền thì nên dày một chút để giúp cho bọ cạp có thể đào hang và ngoài ra còn giữ ẩm cho chúng nữa. Mình sẽ để dày khoảng tầm bằng này. Chắc là khoảng 4-5cm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn một vài đồ trang trí setup cho em nó nhé. Đầu tiên là một bát nước này. Tiếp theo là một cái hang. Đầu tiên mình nghĩ cái hang sẽ để ở vị trí này. Mình sẽ để cái hang như này. Bên trong cái hang thì mình sẽ đào đất ra cho nó sâu xuống một chút. Và lớp đất này mình sẽ đắp lên trên. Rồi sau đó sẽ là một bát nước ở đây. Cái tranh này thì có chỗ để gài cái bát nước vào luôn, nên là không lo là em pet sẽ làm đổ bát nước của mình. Tiếp đến là mình sẽ có một ít lá khô. Một ít lá vụn nữa này. Cái lá to này chắc cũng xé ra đi. Lá khô này chủ yếu để trang trí thêm thôi và sẽ để cho cả isopod ăn nữa, vì mình sẽ thả một ít isopod vào đây. Mình sẽ để cái cục này ở đây đi. Và giờ thì mình sẽ thêm một ít rêu khô để trang trí, cũng là để giữ ẩm nữa. Tiếp theo sẽ là những nhân vật khá là đáng yêu. Mình có khoảng hơn chục em Cubaris Murina ở đây. Đây là dòng isopod dễ nuôi. Mình sẽ thả vào cùng để vừa sống chung với bọ cạp và nó sẽ dọn hết những thức ăn thừa không cần thiết. Trước đấy thì mình sẽ xịt ẩm đã nhé. Và đổ nước vào bát này này. Giờ mình sẽ thả isopod vào luôn. Isopod đã bắt đầu di chuyển rồi. Mình chọn dòng này vì nó là một dòng khá là dễ sống, sinh sản nhanh. Ok, cuối cùng thì chúng ta sẽ đưa em bọ cạp vào nào. Sang nhà mới rộng rãi hơn nhá. Đây là một dòng bọ cạp được phân bố tại những rừng nhiệt đới tại Tây Phi, chủ yếu ở những nước như là Nigeria, Togo, Ghana hay là Congo. Kích thước trưởng thành của chúng có thể lên đến 18-20cm. Hiện tại em này mình đoán mới chỉ được khoảng 9-10cm thôi. Dòng này khá là dễ nuôi và không quá hung dữ. Tuổi thọ của chúng được ghi nhận là từ 7-10 năm. Nọc độc của dòng này là level 2, độc của nó khá nhẹ. Khi chích thì có cảm giác nhói, không gây ra những vấn đề nghiêm trọng.
Ngoài ra thì các nhà khoa học đã nghiên cứu nọc độc của loài này do có đặc tính chống lại sốt rét và một số vi khuẩn có hại. Một lưu ý nữa là dù sao thì cũng không nên lạm dụng cầm bọn này lên tay nhé. Dù là độc của nó nhẹ thật nhưng cũng sẽ khá nguy hiểm đối với những người dị ứng với nọc độc của côn trùng. Mình thì đã từng bị em này chích rồi, nó cũng khá nhói nhưng mà mình thấy có vẻ đau hơn mũi đốt một chút nhưng mà không kéo dài như cái vết ngứa của mũi đốt. Các bạn có thể quan sát cặp càng của nó, có rất nhiều đốm nhỏ, nó không mịn như càng của bọ cạp đen Việt Nam và ngoài ra chóp đuôi của nó màu trắng nữa này. Về vấn đề sống cộng đồng thì bọ cạp hoàng đế có thể nuôi cộng đồng được nhưng không khuyến khích do là chúng nó vẫn có tính lãnh thổ nên đôi khi sẽ xảy ra những cuộc đấu tranh không cần thiết và thậm chí khi đói quá là có thể ăn thịt nhau. Vậy nên nếu muốn nuôi chung thì chúng ta nên nuôi ở một thanh lớn đủ không gian cho mỗi đứa ở một góc. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.